anh đủ quá vậy. Vô đi, vô đi. Dạ, em nghe anh Núi nói thì chị chuẩn bị quay quảng cáo đúng không? Ừ. Anh nhờ em làm người mẫu cho chị nè. Đó. Trời ơi, dễ thương quá à. Mà em đẹp dễ sợ luôn, ngồi xuống đi em. Mệt không? Ngồi xuống, ngồi xuống. Ủa, còn hai người kia qua đây làm gì đây, làm trợ lý hả? Đâu, thì rảnh rỗi quá, qua đây coi Núi làm gì bên đây đó mà. Báo cáo với chị Nhật. Đây. Thật sự ra hai cái người này qua đây là để xem sự thất bại của hai chị em mình. Bởi vì trong thâm tâm họ không có tin tưởng vào mỹ phẩm của chị. Cái gì? Họ dám khinh thường mỹ phẩm của Minh Nhật này hả? Có biết mỹ phẩm của tôi là chiết xuất từ thiên nhiên 100% không hả? Thực ra không phải như vậy. Sông với biển qua đây là muốn muốn xem cái sự kỳ diệu và thần kỳ của mỹ phẩm của Nhật đó chứ. Thì chắc với bàn tay thần kỳ cũng như khả năng thần thánh và chiết xuất thiên nhiên của chị Nhật thì chắc mặt ai cũng đẹp. Ê, chị đính chính lại nha. Mỹ phẩm này là chiết xuất từ thiên nhiên chứ không phải là chiết xuất từ chị, ok? Chiết xuất từ thiên nhiên. Thiên nhiên. Em bậy. Tôi nói cho mấy người biết nha. Mấy người chống mắt lên mà coi. Với bàn tay của tôi, Nguyệt, nó sẽ có một cú lột xác hoàn toàn sau khi sử dụng mỹ phẩm của Minh Nhật này. Xịn rồi, để nó đi, một lát nữa chị tẩy trang cho. Cười lên. Cười. Tôi lên. Ôi sao ngứa dữ vậy trời. Ây da, không có dám gãi cái mặt mình, còn gì cái mặt mình nữa. Ây da, anh cứ coi sao không tự tin vậy ta. 1, 2, 3. Hả? Trời đất ơi, sao cái mặt tôi giống bùi vậy trời, sao rõ dữ vậy nè. Không lẽ hậu quả của hũ kem 50.000 của con Nhật. Hãy tin dùng và cảm nhận sự khác biệt với kem handmade Minh Nhật.